ស្ដីនៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងចូលដល់វីដេអូទី11បងយើងណាអូខេយើងចង់មកយើងនឹងបន្តដំណើរនៃការសិក្សារបស់យើងបន្តទៀតណានៅក្នុងមុខវិជ្ជា language in this course na chang jeung mai tha jeung banchop nei ka dei khnie pek pon chmuoy component of language hai na phnai phsei phsei nei phasa hai chang jeung dei khnie pek pon chmuoy phasa dai jeung prae nei knong ka santani ko doy chi ka dai jeung thveu ka thai thlai santara katha rue ko chomrieng atabot ei phsei phsei te veng na tại anh đi dương mình đo từ lưới chùm rừng rồi có ở tập bọt đại miền là cái này cái prapra việt bị si chùm rừng khang thế nhá tại dương thì dây em pi surface này phía xa đại dương vô vẹp con chùm người hai thà make semantic vô một kịch ra thì nó không language discourse này one nhá language discourse của dương chẳng sự thà phía xa dương nâng miền ấy cả là khác thật nơi con ông ca này gì để dương vậy khi hỏi làm bây giờ chấp ban là tình đây rồi bỏ phía sau bàn trừ chơi rồi có chấp thật này chấp ở tình đây rồi bỏ phía sau bàn bình lĩnh dương trừ đập kê này dễ chọc trong chọc đạm sân nát bàn dương ai sẵn đất thật thì kê đứa chọn bàn ấy là dòng bình lĩnh chẳng discourse dương trừ tài đạp dương trừ tài mơ dương trừ tài an nát và xin bây giờ thật bọt bài bẩm nán riêng ăn được chóc và riêng ăn đang ở tầng này nhé và sân bài vị trí ăn được bọt bài nị dây riêng trời sẽ đọc kia nị dây ở chóc và riêng ăn sân nị than bạn nhé chẳng cả sân nị than từ lưu ăn tầng này rồi bỏ phía xa nô riêng nâng mưa rồi khla trong khu chùm lệch càng ở nâng nhé chẳng phía xa để riêng ăn pra ban rồi gõ rõ ngay riêng pra ban riêng chưa rước việc bị dô mọc pra xe em xe nô riêng mình đã thả ọt miền cái hai thả mù than rồi có ọt miền cái hai thả hiệp đăng bị muốn tệ ná chẳng muốn nâng dương thua vậy muốn dương xâm lại chân dây ná đôi khi mà dương dây thả kết muốn cù nó chẳng ná chẳng vài hạ phía mùi mùi để dương chưa rơi dương một ra prác viên tay tại miền ảnh này mùi để dương bạn đăng khá hay ná mình dương ai xong thì thả bàn để thu kia hai thả presupposition ná chẳng kìm mấy tìm mùi dương dây khi bị presupposition hay năng entailment nè chẳng không chấm lại tìm mươi rồi bỏ language is cause presupposition hay entailment chẳng ở vậy đại khiêm môn nâng nghĩa dây bản tệnh mênh thà vậy thì dựng đằng môn môn nâng dựng lại chất dụng việc môi môi dụng pra nè kê hai viên thà chỉ presupposition something the speaker assumes to be the case prior to making an utterance nè chẳng môn nâng dựng dây dựng tên tệ đằng trường tài tài kích ẩm phí ta dân cô đẹp ra ví dụ ấy cô đẹp ra vì ấy cả kết phía chúng ta dân kết môn nâng nhị dây nốt kia hai chúng ta thả presupposition ở ai nhưng mà ưu thói giả sẽ đây anh phải quan trọng mùi ưu họ mùi Mary is cute nha dân tăng với ai bè ai giả sọ phí mùi tiết Mary's dog isn't cute not phí nha chẳng mùi bà đề xét dừng dừng khởi thăm mùi bà đề xét mùi sợ ná ta dừng mơ thua thật không biết bà dụ đang dừng môn đằng dừng hát đây bà dừng hiện bà Mary's dog is cute rồi có Mary's dog isn't cute ở vậy đây dừng bắt đầu từ lưu Mary's dog hát đây bà dừng hiện bà biệt thà Mary's dog là không nâng ná chẳng chắc đây tư dừng mơ Mary's dog à thằng này bà biết cứ Mary has a dog ná chứ dương mơ chứ ba tự bây thà chica rồi bà Mary nâng cute or isn't cute
ta nữ lao ở vậy để dân sang để than môn nâng pra Mary's dog cứ đã sao tại Mary has a dog thật ghét như vậy mà là chạy đồ bà Mary mà là Mary miên chạy sư thay bà sân bà dương ọt đơn thả chạy nụ chì chạy đồ bà Mary tì rư cô dương ọt đơn thả Mary miên chạy tì sư thả ta dương ai đi dây thả Mary's dog bà nọ cứ chạy đại cứ ọt tì ná chẳng cho chồng này xí tụ bây thả P cái đây mình P cái đấy ná P or not P có viên nơi ta chìa có viên nơi ta miên ảnh lấy Q nơi khổ nông đại ná chẳng Q có chìa rồi bỏ P hai có Q có chìa rồi bỏ not P này hay bởi dân dây ở sửa sản chẳng vì mình nhớ thả presupposition cứ chìa ảnh lấy đại dân chưa muốn nâng dân chưa biết dân mong ý dây nó presupposition là ai nó Mary's dog tòa này chẳng muốn nâng dân pra Mary's dog là chạy rồi Mary's và nâng Mary miền chạy bạn dân hiên pra là chạy rồi bọc mẹ Mary tại bởi xin bà Mary ở miền chạy tại dân ai dân là Mary's dog bạn là no ok nè chẳng bị dây và nâng dân bằng to từ mục tiết về khoa chung mối presupposition nâng đồ đó tại nè chẳng bởi dân dây tớ presupposition rồi bỏ dân nâng viên miền đo tớ pram mùi chùm nọt rứ có dân ai dạy thả pram mùi prop hết types of presupposition tí mùi dân hai thả vị trí existential presupposition tí bi factive presupposition tí bay non-factive presupposition number 4 lexical presupposition number 5 structural presupposition number 6 the last one counterfactual presupposition na chẳng vì mình phụ existential presupposition đại là ắt tên ấy đại dương sản thán đầu vì mình sắp được khả năng na factive về quan chủ mùi cả bất chất đại non factive mình mình chỉ cả bất đại dương sản thán na lexical đơn phần bị tại mà đong structural cứ về tên nó structure bỏ ví dụ như pra hay counterfactual sản thán đều chỉ là bất đồng ta dương mơ mà đong mùi mùi từng học này đây là existential presupposition á bởi dương dây existential presupposition the possess the possessive constructions in English and more generally in any definite noun phrase nè chẳng ngờ vậy đã tìm mua những ai chấm nam rồi có dùng existential presupposition ba nú nơi không thể sang lấy cứ structure hay là possession này nè cứ possession về quan chủ mui cam sệt nó tùm rung chỉ cam sệt possession construction possessive construction và nó tùm rung cam sệt rõ nó là những khi tùm rung cam sệt nơi không thể sang lấy lưu hai những ai hai về thành chip existential presupposition này đối với your car khi ông chủ mình chẳng person bà dương nè ọt miền lan dương ọt đơn thật nè nè nó còn miền lan được có ọt tí sư ta dương hiên pra dô khá bà nọt ọt tí nè dương hiên pra dạt khá who's dạt khá dương ọt đơn tí nè chân ni hai kê hát existential presupposition nè đưa chì Mary's dog the king of Sweden nè the cat the về bọn chú mùi non break thì tôi tới với bật tay tay bằng cả chỉ noun noun phrase nó bên này dùng possession possessive construction cứ vị trí là cái noun noun phrase nè chẳng possessive nghe lấy possessive construction in English cứ chia existential presupposition tiếp theo bẹp quan chỉ mỗi năng factive presupposition nè so that's a key factive presupposition the presupposed information following a verb like no can be treated as a fact nè chẳng sản phẩm factive presupposition cư dương đăng trình bí qua rộng miên tạng ổn cư dương trình đăng trình bí kể giả sắp là trời bàn kỳ pra đưa chỉ biết thành no dân tử nè sư tài dương dưới thành no no dân mây nè dương mà dương ai đã đăng được lưu trong cái quyền ở nâng đại dương ai kết hai vị trí cà bật mùi nè chẳng ưu thó là dương mưu thó nếu đi
She didn't realize he was here. Nà, rồi dùng mơ structure đang mơ vẹp quan chứ mùi bị ta realize rồi còn no chẳng hạn chẳng realize she didn't realize he was ill chẳng sơ ta gọt nâng chư rồi còn mình toàn chư thì xưa vậy nha gọt nâng miên chừng ngư rồi còn bán chư hai rồi còn nâu và ta phải realize didn't realize chứ mà nên ta gọt chư hai vậy nên mình đang thả gọt chư sao chẳng á nên mình đang thả gọt chư sao chẳng chắc là anh cứ gọt chư đâu gọt chư vậy chẳng dừng mơ biết là đợt bị đơn lại chẳng dừng ai cũng tàn tàn lại rồi ta we regret telling him dừng sọc đại nó dừng lịch sử tập bị sọc đại dừng là ta quạt năng gì vậy khi ông sọc đại dừng sọc đại không cá phạm quạt là ngay chẳng sợ dừng phạm nơi chẳng sợ đại cứ dừng phạm vậy nhá ở đôi chân vô trong trong những dừng thì dừng một bình tĩnh máu ta I wasn't aware that she was married chẳng không ở tận đây nâng she's married how you know ok nhưng điểm lại cứ she's married how you know nó còn là dương mình đăng tập nâng hai chẳng đi cái chị ở tận đây là effective vì anh thấy bị chịu cắt lăng rồi chị cả bật hiệp bật đầy cắt lăng hai hai tay dương hai ta cần lo hú dương ai thấy đại cao dương cái thà miền bắc để sẽ rơi được con này chẳng đi cái dương vì chỉ cả cắt là hai ấy còn tại dương mình bạn đằng chứ mà thay vì bẹp con chuột bị thành thủ cho non effective vậy nè non effective là one that non effective preposition one that is assumed not to be true nè chẳng còn lại đi việc tôi bị effective vậy mà là effective cứ cái là fact true đó bây này cứ not true và này thay dương mình miền hóng dương cái tập của này miền nè ôi thì họ I dream that I was rich. So tha you are rich or not? No, I am not rich. Đó còn là dương khiêm sự bình thản khiêm nâng khai thì chỉ đẹp miền. Nè, ta chắc đấy cứ ở ở tề cứ đặt cái đó đó. Đôi khi là we imagine we were in Hawaii. So tha you are in Hawaii? No, just only imagine. Cái sao mà phải là chắc mắn hai mình anh chị cả đây là đi bay này trong tờ thì dùng một bài từ đấy nè từ he pretends to be ill. He pretends to be ill mean he is ill. Ok này dùng à có thưa bút chỉ chữ chúng ta sư thà có chữ ạ yes got chữ còn có phong cái chữ thì ta còn ta thừa bút chìa chữ no cái gì làm vậy nè còn thừa bút chìa chữ và còn ở chữ thì nè he was not ill nè chỉ làm nè ok xong tốt còn lại nữa cái tính nè cho mày ha còn ở chữ thì còn ta thừa bút chìa chữ tại phần nào nè ok chắc bởi dương dây bẹp bó cho mấy lexical presupposition vậy nè bởi dương dây lexical presupposition the use of one form it with asserted meaning is conventionally interpreted with the presupposition that another non-asserted meaning is under understood nè bởi dương dây lexical presupposition cứ chỉ ở tầng này đại vì tầng này có nông tùm rung năng tài tùm biết năng tài tài một đoàn nè chẳng dân mơ ở này vậy và này thà cứ với tầng này có nông tầng này biết năng tài nó biết bằng cọp nó có nông tầng này biết nè ôi thì ho he stopped smoking mà hà dân vô lại chỉ call stop bộ ngủ smoking chẳng mà hà stop smoking ní dương chụp chuột rồi gọi dương chụp đàm bẩy chuột muối nhé cho mà thấy dương chụp chuột bên ta bởi dương gì chạy đây bẹp bon chỉ muối biết là stop ban đi thà quạt bị muốn thlop chuột he used to smoke nó quạt bị muốn thlop chuột chẳng qua thà quạt chụp chuột ấy chẳng chạy đây cứ gọi thlop chuột quạt chế chuột nhé mưa thì họ mới tiện là you let again nè you let again chẳng phải là nè you tiện đoạn tiện thôi chẳng phải là again
Bạn ấy thả mấy bì môn cứ dương thử lọp lệch. You were late be before. Hả? You were late before. Bạn dương ai pra biết thả again right now. Nha? Ok, cho dương mùi thả bẹp bọn cho mùi. They started complaining. Chẳng tập bọn bình tạng ọc này kìa năng thả. They started complaining. Chẳng bạn ấy thả bì môn quát mình đã bụi quát mình đã complain đi. Nha? Nhưng chúng mà structural vậy nha. Structural bài là structure cứ prap ẩm bì ở tầng này rồi bỏ dưới. Structural presupposition. Presupposition which are associated with the use of certain words and phrases. Nha. Chúng ta bọn mùi structure. Structure nó prap dưới. Lấy ưu tư hóa tìm mùi cho when did he live. Nha. So bì dưới prap ha. When did he live. Bạn ấy thằng mấy quạt leave. Ấy lớn nó quạt leave nữa. Chắc mà hát quạt left bắt từ từ hỏi. Nó tạm sợ chơi là dương mưu đít. Chắc mà nó bị phần lòng hỏi. Chắc mà hát quạt left phải quạt nơi nâng thịt ọt. Quạt ọt nơi nơi. Ọt nơi nơi tê. Mưa sạc chơi tí pi xạ thư tí mơ. Where did you buy the bike? Sư ra. Tình nào. Yes, we bought the bike already. Nè, chắc mà hãy dừng tình còn đang rồi chia sẻ cho hai nhé. Chương trình chỗ đó là chấm nốt đi phần môi, phần hết đi phần môi này presupposition trong cầu ấy nè, cứ counterfactual nè. Counterfactual bởi dương giấy tờ nè, cái thà what is presupposed is not only not true. But is the opposite of what is true tiệt nè. Chứ mà hà counterfactual này vì mình bất hai vì rất tay mình bất hai vì rất tay tươi bị ca bất tay mà đòn cứ mình ai xem thầy bởi vì thà nếu vì mình ai mà rồi kìa rồi à tình ấy cứ not only not true nè mình trâm tay mình bất tế tay vì lơ bị ca bất tử tiệt ai nè bạn hà vì tôi bị ca bất tàng strong tay mà đòn. Ủa thì họ nói if you were my friend. Nó nói chứ if I were a boy, if you were a boy. Nó nghe. Chẳng thật put on. You are a girl. But if you are a boy. No, it's not happen. Nó. Chẳng việc tôi. Với mình put hay việc tôi bị cả bởi tiết. If you were my friend, you would have me. Nó. Chẳng thật. Nó. Chẳng cả là tiền năng ta dẫn chìa mật. No. Lớn nó của mình mới chìa mật đã. We are not. You are not my friend. Cho nên cứ chăm ở nè ở đại chúng chăm bạn. Tệ gật nhá. Chừng này cái chi chấm nối này presupposition nhá, cứ dương miền 6 nưng ai. Phốt pi nưng dương nhị pi kia entailment mđong nhá. Chừng presupposition cứ chi ởtnay đai dương sanh than mụ nhị. Đọ pe entailment dương đai dương ai nhị tha entail something that logically follows from what is asserted in the utterance nè. Bởi dương entail bởi hai dương bởi dương kịch chìm sao mà dương anh dương thà ca bẩn thèm mơ tới bởi hai bẩn thèm bởi logic bẩn thèm tiện kiên dây của bọn bẩn nắng hay kiên bẩn thèm bởi bình dương tiết đó nè. Nói kia thà entailment nè. Bạn hãy dừng bình tham ở tầng này nâng ở bình bởi dụ nâng cái khoái dừng bình á nà. Chứ tới khi chồng mình chồng gì hiếp xí nha. Chứ thay mình lứa nà. Mọt trà mọt priếp. Chứ như thay mọt trà mọt priếp. Khi gì đọc ai chỉ mọt đọc mùi. Chứ là lấy mùi khối nó cứ entailment này nà. Chân bảo phết entailment nâng viên miền bì đài nà. Viên miền bì. Tí mùi cái hạt thật background entailments. Tí bì cứ foreground entailments. Chắc là dương hai thay vì chỉ một phép tế vì mình chỉ một phép đấy. Cái thay order. Nó mùi chỉ là khả năng background. Mùi chỉ là khả năng foreground. Nó. Sự tập background mấy foreground mấy. Đưa dương mơ nông đi. Vẹn quan trọng mùi background entailment. Nó. Background entailment the speaker is necessarily committed the truth. Nó. Chúng ta nên thay đổi thay committed the truth necessary thay good ông pika bật tay mà đó. Nó.
chúng ta thì dân khơi sửa rơ bùng rốt nó cứ chụp bê gạo vào như ngay ná chân kì thèm xăm xìm chân nhỏ đó đọc bê tì bì với anh ca xăm thang tì bì ca và thèm tì bì ta ơ và hai chân miền ấy á rồi viên rover hai dân sửa rơ là ngay ná và hai dân tu khuyên tu ăn phì chân ngay ná chân ngân tha mê hai chân miền ấy did something tại nhỏ đó là cái thứ ấy pin lại là ngày rover nên series của nó là thứ ấy kia nè và nên chúng ta thấy anh ấy mới tạo hai chiếc rocket chẳng ra được gọi ở hai chiếc đánh kia được gọi sẽ chẳng tờ nè là ấy cái chiếc đi xăm thì tí bay cái khơi là rover đánh tái mình đang đánh như vậy nè khơi là rover đánh tái ở khơi nè đã tạo rover đánh như thế chẳng phải là ok rover và hai chiếc của con té đánh chập vậy mũi vậy nè tránh ra sân thàn trong cái kế dương ọt lư ọt khởi ngay từng ọt dương lư sô sầm lầy nè lư sô sầm lầy cùng răng cùng răng tránh dương ai đặt chân tịt miền ấy cả làng trẻ nè trong mà thà cùng răng cái chiếc background chuyện này nè tránh cái này cái chiếc thà background entertainment thay còn là dương đi còn là sân thàn dục chỉ cả bật nè tại rồi em biết là vị trí ca thần thánh vị trí ca bẩn thám chẳng mình có thật trời thì năng được việc là dường như sầm đầy kia này dễ nè và như vậy to to cái này cũng chưa biết rồi mình được dương mình đa kia này đọc màu phạm dương chẳng đọc thì nè mình việc là mình mềm màu phạm dương chẳng đọc thì lia từ đó đọc môi đọc vi chẳng hạn lia đó đọc môi đọc vi cái hai thả background entertainment này cái hạt entertainment tạm đoạn gì đó entertainment ca bẩn thám đó pi chấm đôi tpi phần tpi đó bỏ entertainment cứ foreground entertainment cứ a speaker will communicate typically by stress which entertainment is assumed to be in the foreground or more important for interpreting intended meaning that any artist nó bị bọn chúng foreground entertainment và người ta chỉ từ tới speaker dừng chân ở dừng đăng lại na được gọi bây giờ như vậy tới miền bịa sầm khăn lại na muối dừng quạt sầm cọt nó ca sầm cọt sầm lên tạo stress bài đó nghe cứ kể hà tha foreground entertainment đã được chồng về cho người ca sầm cọt sầm lên tránh ca nó cứ ca hà trong một phương tiện là foreground entertainment rồi chấm chân ở đăng lại năng sầm khăn chiến kể nè để cho tay tay gì nè chẳng ngồi thò rover nâng quarter bàn mình cho nè để cho rover mình xây dựng khăn chẳng three cứ về dựng khăn chứ chẳng dừng lược rồi nha rover chỉ three quarter nè đặc biệt dừng chẳng sản catalyst rover cứ dừng up three quarter dừng cứ tìm lại tìm đây nha rover chỉ three quarter nè chẳng ngoài hai này kêu chữ foreground in entertainment anh tham biến cho nên nó sầm khăn dưỡng chồng ơi nè để tập dưỡng chồng đừng đào kháng cứ dưỡng sầm cọp sầm lên nè anh thay dưỡng lương sầm lên ở khu đào bay ở kia đào thay ní cứ chưa quay để dưỡng chồng chồng ở kia đằng nè cái hai thay foreground in entertainment nè put the entertainment hai đằng presupposition nè thì mỗi ca sản này than và dương một lần ca prapra bị dương một ca sản này than một lần kỳ chưa được bị dương một prapra được chưa được dương nữa nè thì pi ca bẩn thêm từ lưu sầm đây nè nam mình nè đòi ca sản này than từ lưu ca bật ấy mùi chẳng tới nè nhà ta bị cái đó được phật ra nè lấy dương cho đó cho mình thì pi dương đi dương pi cooperation hay là implications nè pi nâng combine cho kia là bây giờ bị pi rồi pi xa thì đây nè chẳng dừng trở đăng ở nâng ai đừng ó bạn dừng ai đăng sầm đây được bao kì đăng sầm đây được có promo nữa ở tận đây được bao sầm đây được bao kì bạn bạn á kỳ trong dòng pi âm pi ở vậy nè đôi chỉ ok khi ông bạn sầm đan thả ở cái này dừng đáp cho riêng được có đáp
ca sẵn sàng thay mùi hỏi kịch. Ok, chăm chăm nâng đã hỏi nha. Tại lần này dừng mư từ lưu cooperation hay nâng implication nha. Chọc về chọc nâng kìm nâng biến sai mật mùi xâm đọc như chứ nha. Implicatures, cứ chìa vậy nha. Implicatures, the speaker is being cooperative and intends to communicate something. That something must be more than just what the words meant. Nè, chẳng nè hơi khi implicatures. Nè, implicatures cứ chìa vậy, cứ dừng practice đây bài cooperative. Hơi nâng bồng nòng là bà kê intents. Đàm bây bộ chỗ kia dừng ai sân thân được thật kê chong bàn ở vậy. Chứ ai dây thá biết đại kê này dây chênh mọc ai biết ai thần này lươn bì ở vậy đại kê gồng phung tàn này dây này này. Nè, ai thần này đại kê gồng phung tàn này chong bàn vì ai lươn bì ở vậy lươn bì biết đại kê gồng phung tàn này này dây. Nè, mình bà gọt dừng khuyên bó ủi tổ hóa thật dừng khuyên bó gỡ hôm dừng sân thân kê chong bàn bó gỡ hôm lúc tì. Nè, chẳng implicature cứ chìa ở vậy đại kê chong bàn này này. Nè, cỏ hôm lúc khi chẳng mang là vậy dương nâng ảnh xong được thả đăng về dương miên ca tùm đoàn thả bảo vệ thị xã bài cooperative hay nâng bộ môi chuyện bóng non là bỏ kì ná dương nâng ban dùm lệnh môi ở khi dương vừa ná ở đây thì chẳng implicatures are primary examples of more being communicated than is such ná. Chẳng hạn như cái chữ implicature cái chữ ở tận đây mũi tầm khăn đại dương nâng đại kỳ tại tại thừa cao tụng nhận tụng đoán tại lược kia vậy đại kỳ tụng dây nha dòng thân ưu thọ đi chụp biệt đại chẳng hạn mình chọn khởi mốc chung mà là xây kia nhưng dưỡng bộ châu nó vì ai ta xâm lập nhà này chào chẳng hạn nha chẳng hạn là ọt khởi mốc rồi hồn và là mình chọn khởi mốc vì ấy tại sao mình chọn khởi mốc rồi hồn mẹ nâng cầm ở khiêm khơi một rổ hốt chẳng bài hát việt thật rổ hốt khơi bầu chỗ cái này miền đã sạp đi đại là mình khơi rổ hốt và sân bà ruộng cứ việt trời tại miền ảo các nông ca trụ một cái này nè ruộng quạt ấy quạt thừa ca quạt ruộng quạt miền chẳng ai nơi tại ai trụ này chẳng bài hát còn lại nâng bị sạch đại chẳng là chẳng dựng vô intense bầm nó là bỏ sạch đại bộ chỉ muốn nâng cooperative principle nữa nha. Xong chưa khi mình chẳng khơi hỏi bộ rộng rộ hột nâng nha. Chẳng bà này thả cứ mẹ nâng tự xả vậy nha. But in order for them to be interpreted, some basic cooperative principles must first be assumed to be in operation nè chẳng hạn thà dương từ miền là cooperative principle nè bạn dùng ai sẵn thà được ăn này được kỳ bản nè chẳng cooperative principle nè miền ở vậy là nè chẳng được nhau gì muốn nâng chẳng thà hamburger is a hamburger nè chẳng hạn thà còn lại hamburger is a hamburger sư thà ta mình có thà hamburger thì muối viên miền ăn này đôi hamburger thì pì tê chứng dương từ ở đằng mình có cái gì là hamburger bia chia hamburger thì thời chạm vậy đó nhá chứng có implicature dương mình ai kết thả kỳ từ giờ hamburger chứng dương kết thả bia chia hamburger thì nhá chứng là ở đây lúc bị biết thả hamburger nên tự tiện rồi thôi chứ lúc lại hamburger giống như này so you are hamburger or not. You are hamburger. Chẳng hạn là thầm mạch nên cứ dừng lớp bị nhưng anh là dịp bật 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 chứ chẳng nói khả năng dừng mơ ưu tự hò này mùi nè cái thật là cooperative principle cooperative cái gì ở vậy nè cái thật cooperative principle of conversation is the assumption of the cooperation chẳng hạn là cooperation cái gì cả thân thân này cả sân thân này chẳng dừng mơ cả sân thân này mùi cho mọi mơ nè vì đối chiều rương apply mùi chẳng chẳng dùng mơ hay vô bệnh chẳng rạp nhận phòng nè thì thật does your dog bite men là hai bộ rõ hôm nay nâng cốt nó sư thật does your dog bite woman bạn trai no the man reaches down to pet the dog bites the man's hands the man oh hey you said your dog doesn't bite
Vivian's answer reply, he doesn't bite, but that's not my dog. Okay, nên dừng vô ca xong tình kia nát. Do anh hãy dừng sao bởi chỗ chết xin mình nhạc tính trên cháu. Đi chị the man. Chúng ta chẳng dừng mơ tới the man nâng. Vì đó mẹ nâng gọi bán sư từ trây nâng thà ta chạy rồi bỏ nẹ nâng khám ọt. Chứ mày thà nơi các bài trây mẹ nâng cứ miên chạy mùi. No, bởi thật chạy nâng chạy không cửa khám tì. Hai bởi đó nó có bán dựa tay dựa tử ba chạy nâng Steve bằng thầy chạy nâng nè. Chạy nâng có khám tay được bỏ quạt. Chẳng còn bán trái thà trái xưa được với anh thà ôi trái ôi. Hai cửa bán xưa có bán gì thật. Nẹ như vậy thà nẹ bán bác trong thà chạy được bỏ nè nâng cửa khám tì. Trái mình nâng có bán trái bán chà, có ổn khám mẹ, chắc là ổn khám tế. Tại, chắc là chỗ của bà có ổn mình mẹ chắc là bà quát đi. Chính bà này thà, cần lấy này cứ sân thàn chọn khá nìa. Khi như mình chắc là các bạn, bà rõ nâng sân thàn chắc là chắc là sử dụng. Tại sử dụng có mình chắc là chạy đón, cứ sử dụng mình chắc là. Tại chắc là sử dụng cứ nâng tế nó, mình mẹ nơi chỗ của bà nâng tế. Chẳng bà rõ nâng còn lụ đầy từ sử dụng chắc là có khám. Chẳng có quát kích thật đặt chắc là chất trái nâng chất trái như chất trái mình chất trái như thế thế cứ chất trái đã dù là chất trái nạ thá được chất trái nạp xây chẳng ta mới cho các bạn chất trái nâng chất trái chạy đặt chẳng đi hai chất trái nghe thầy bác gà pra principle nâng cooperation nâng ngồi chú bà lúa bạn thả dô vô bia dô bà dục bốc nâng bà dục hai dân mơ gà lạc thì sạc phòng ná chẳng là đây muốn nâng cái ai dùng đây là bác implicator thay dạng mạnh nâng cái hai dân cầm phong tài sản thành rốt implicator vì nay là dân dựa co-operative principle dùng một bà dân cầm phong tài sản thành rốt implicator nâng ở chỗ bà lọt ná chẳng cũng chết tại hiện chẳng nâng cái nâng implicate co-operative principle nâng kể thà co-operative principle elaborates in four sub-principles for call maxim ná chẳng à vậy để dân ai mơ không cao sản xuất điện được ban thì dân miền trung lịch và thà mạng dìm cái hai tầm mạng dìm á principle buồn tôi tiện đọc bởi dân đăng hà và thà có principle nó cứ vì miền là principle tôi buồn đại dân tự bộ chỗ kia mà dân ai sản tham ẩm huy sầm đây là bảo kỳ bản á đại principle tôi nó cái hai chỗ tầm mạng dìm chẳng mạng dìm thì mua cái ao trong một tầm mạng dìm of quantity á maxim of quantity make your contribution as informative as is required cho bạn thấy đi chơi ở với trâm ta với đại kỳ chẳng bàn bà này nó công bạch như vậy lừa for the current purposes of the exchange do not make your contribution more informative than is required chẳng bạn thấy kỳ chẳng bàn bà này dương thừa bình đẳng kỳ chẳng bàn này dương như vậy bình này và là đầm rơi ca và dùng phần ná dùng điểm năng bán này cùng chơi tập chi dùng dõi lưu ở bạch ô hồ chí stừng ná vì ở miền này tây tây vì khá là hò ná chân quantity năng cứ xâm lạc từ lưu ca bọn ca rưu ca ca bắt đọt bùa rộng miền nó bỏ dưỡng nhiệt trâm ở vậy đại kỳ chẳng bán bán này ná cùng thua ở lưu tí pi dùng mưa này sao ná chân mưa ưu thì hỏi tí tớ as you probably know, I am certified of bugs. Nè, bạn đang hay cái chẳng đang hay đối với bạn dùng khay sạt lật chẳng nè, chẳng còn dùng gì tí 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 giờ ta thua mấy dùng đo bò rồi miếng đại cái chẳng bạn từ đo nè cái số where what why when nè cái số where dùng sai bài where nè dùng cái số when dùng sai bài when dùng ở miếng cái số when dùng tình chiều when how dùng time từ where thì đó nè cứ dùng ở trong đơn vị nên khai thác quantity thì nè tiếp đi cứ quality nè cái hai ta sắm đầy price quality cái ta try to make your contribution one that is true nè chứ mà thay dương chú tài can gì bao dương cô tài gì phí bật bật ở bản tràn nữa vừa xong đây dương prai cái đó do not say what you believe to be fair do not say for that for which you adequate every evidence nữa
chân dương khu tại chi dương vậy ở quay đây cái hai thả hai chia cả bật bàn nó cũng chia tên chị và còn một phát nó nhưng có thể biết mình bật hai cái dương nơi tay này dây đi gò dương thả dương miền kho tay cho bác lo phóng của dương nơi tay này dây chứ dương cũng chia dương này dây xong đây tiếng tiếng ở nâng từ cạnh kề nó được ở này chứ nên còn lúc vô clay clay đi chẳng ai mơ bên tới tới bên hai dương này dây ấy muốn nâng dương này ấy đảm bảo cái chưa dương dương cũng chưa cho chân này dây tại lương ở bởi dõi được gọi lương lên sai được gọi lương lại ở miền khó tăng chạy sẽ đánh cùng chạy tại này dây ơi bạn á viên năng tư viên năng bạc qua đó xong đây là bỏ dương nè đây bỏ môn này cả bất sắp tệ cái ta miền bởi dõi tại vì dương tùm lọc ra ở bởi dõi chân vừa xong đây dương khai được ở bởi dõi này nè make you more quality hai ca này dây cứ dương trời ta chạy ra với ở miền tùm nhạc tùm nổ nè nè thì dễ ở miền phía tiếp tục nè tụi mình một mong phong nó kể là maximum of relations be relevant nó cũng là dễ và lần của tôi miền là nó không nghĩa hồi vì là nó nó thật không là nó tại mũi nó vì thật nó không flow tại mũi nó miền vẹn miền sna ở trầm trời cũng đi phía tiếp sọc sọc bài trình chỉ để dễ ở miền lời xe nó chẳng chuyên trời chăm ở chỗ bản luôn that one will maximum of relation be relevant chẳng cái kia cứ maximum of manner nah, maximum of manner kia be precious avoid obscurity of expression avoid ambiguity be brief and be orderly nah. Chẳng cái manner bạn thả phép quan bộ dân thờ thường với ở dưới chứ ba nah. Gì ở chứ ba mừng mắt cọp là gà thả cùng chia chiếm pra xong đây bài ắt tình này mình chụp bà loa xong đây bài gà thả ắt tình này trả ơn á nàng ngày chẳng như vậy thao mùi bà cót đừng mùi đừng tập bì bì á chẳng ở đây là dân sự khán là chê ở khlấy khlấy tai bà cót chia miên lùm đập mà chụp bà loa ở đây chia ăn này khá xử lý mình bạch này chê để nha thì ta bị maximum of man mình chẳng này cái chi cooperative principle của chúng hay nha bên này để chúng đang maximum of tiếng ở nưng hay chúng nưng ải tiếng tí một cứ implicate conventional implicature nha cho đáp án chúng đáp bọn ở tên đấy nha chẳng chúng pra maximum ở nưng đợi tiếng rồi implicature để chúng nhìn mình nưng implicate cứ chi vì sân đây và chúng ta chứ ở tên đấy thành trong cái phần phần của cái này nha đại implicature nưng chúng ai vậy thì một cứ vì mình cái hỏi là phần thứ một cái là conventional conversational implicature đại chúng tụi bạn bị cái sân tên này the basic assumption in conversation is that unless otherwise indicated the participants are adhering to the cooperative principle and the maxim nè chẳng cái chi implicate mũi ở tên này mũi đại dương tiên chỉ bị cả sân tên này tiếng sông nè stop cả sân tên này bỏ kia ở chọc pra cooperative principle ở chỗ bà lỗ tâm dương là dương ai tiên vô maxim năng bàn nè lời dương mưa nè chẳng nè mưa sân tên này kia tập bíp dương kia ta I hope you brought the bread and the cheese Dexter I brought the bread okay chẳng riêng sư thật trong cao kỳ bàn ấy conversational implication ấy trong cao kỳ nó sao trong tay nụm bàn tế cứ dương ọt miền cheese tế chẳng cùng sẽ đập tại Karen còn đi dây nè Karen còn đi dây Karen còn đi dây ta I hope you brought the bread and cheese chứ mà hạt trường miền pì brought bread hay nâng cheese ta Dexter còn bàn dây ta I brought the bread chẳng không dược tài bàn dược màu tài nụm bằng tì nha chẳng phần sân bà dương sắp thầm tài tư xâm đây là bò challenge nha cứ dương kết thà miền pì kết thà ngày nay dương miền nụm bằng nhắm gọc quyến hay miền tàng cheese đầu tiên nha tài unfortunately sao cứ ọt miền tì đại sao tài Dexter ọt bàn dược màu tì nè Dexter dương tự đọc đây Dexter mùi tiết cứ brought only bread nè
chân đi hai dương miền tây tây bắc này thì chân dùng nắng không phải thì nó cứ dùng miền tây tây bắc thì cứ ở miền cheese nữa thì chẳng hạn là dương tây sẽ đặt về chấp vào từ đây cooperative principle đời xa tại miền mạng diếm dương bộ chuột nghĩa dương nâng từ tuổi bán conversational implication mới nè property p cứ dương từ tuổi bán chỉ là cái nào cái thà generalized conversational implication được chấm viết thà sẽ đặt tại miền này đi giấy nụ hai cứ chỉ ăn từ đấy bài general là cái thành when no special knowledge is required in the context to calculate the additional convey meaning nè cho bạn general nó cứ tu tới toàn mà đã dễ sắp tới lư chứ cái ở miền tây cao miền ca kịch lệ khả năng chờ anh thế nè dễ sắp lư mấy quyền chẳng nè ở miền tây cực đôi khi mình thành sắp ban như vậy ta cho mình chọn khơi một mình đang rõ hồ tê rõ hồ tai mà đó, nó cho mình chẳng khơi mụn này nó tiệt tê, nó cho mình chẳng khơi mụn này nó rổ hốt mỏng, nó chứ người ta phía là rổ hốt bộ khơi mụn này vì ta chỉ sẽ làm, nó người ta dùng thể ca kết convey additional mình đến ngay, ta chỉ sẽ đây, bây giờ dùng lưu với ta ớt nó nâng tự, mình thấy, họ có đào bạch bạch tức lên khơi mụn đào được, chắc cái đi ở đây là dùng khơi từ bồn thật bằng lần này, nó ta ở đây để khi mà dễ thật, bây giờ ta sẽ chẳng cần các bạn mình đang cháu, được có thể làm này đang cháu, chẳng dùng bồn mà dùng tìm cả, nó cho nên mình nói chỉ cơ general ấy cơ vậy chỉ general cứ dùng đưa từ đây đến cứ dùng như thòm đá tất cả vậy cái ao ao dùng thừa hàng ngày nát bịa mất dùng thường chẳng lại được chưa I was sitting in a garden one day a child looked over the fan chẳng biết gì vậy nè họ mình từng quay lục fan gì vậy nè bây giờ chúng mình kết chơi một tiết cứ ăn từ nay từ lâu kể là bộ biết đây chỉ là scale là mình ăn từ nay chia là về nhá nên chỉ ăn từ nay chia mùi cái tham mà cô sắm chẳng từ rồi chỉ bị almost bị many bị sắm bị few là ngày nó chỉ ăn từ nay thành là lớn cả là scale lại của nó scale value của gọi cho ba loại tham mùi có bị tệ nè thì ta certain information is always communicated by choosing a word which expresses one value from a scale of value. Nè, chẳng hạn almost dùng đằng này, bị all, bị most, bị many, some few. Nè, phụ phụ năng cứ chỉ là scale. Đại dương tin ở tận đây chính phụ phụ năng bán cái hàng thá implicate scala implicator. Nè. Còn một tiếp cứ particularized conversational implicator. Này định làm gì chăng á cứ cắt bị vô ở chạy chạy bạc tại một đó á thì ta conversations take place in very specific context in which locally recognized inferences are assumed á ok chẳng hạn là cứ cắt bị vô ở tầng này chạy bạc tại một đó lực lượng ạ coming to the world party tonight my parents are visiting ok chẳng hạn dùng đằng này chẳng hạn thà are visiting chẳng hạn thà ọt hà gửi nè chẳng hạn cắt cho ọt đây ấy chứ bà lo thật rung cao sẵn thật điểm này chẳng nếu khăn ông conversational implication nó cứ vì miền property mà chúng luôn đại dương ai cắt con được chẳng về mình ha một nước đôi Brad đôi Charles hai nước Dexter mình chẳng nghe cắt con rồi viên đồng bằng lời trầm tại thì bố vô chi phong Brad phong trong cõi này sao đồng bằng nhớ nè chẳng xung đây được ăn nước viên sao tại mình cả cắt con này nè chị nghe là chẳng nước nước kia anh dễ thả properties of conversational implications can be calculated, suspended, cancelled, and reinforced. Nè, chương còn lại nó cứ gặp bài lần hai. Chương sau đây đó chương cứ ai miền ca cắt con này và sân bờ. Ca sau này nó gồm miền ca và tẹt cả la được còn miền ca cắt bài nào cũng chẳng tới. Nè, được thôi. You want five dollars? Bây chương gì? Tôi nói you want five dollars? Chẳng mà thay dương miền tạm lại. Tới là bây chương gì to tiếp? You want at least five dollars? Chẳng mà thay tách một phát co. Pram là chắc mà mình ăn lư bị pram là nè tập đi mình mà to tiết đây mình to sắm lấy khá tiền nè căn là bé như căn là mình cả cắt cọc nè you want five dollar in fact you want ten nè chẳng just đây tới dương chân nhà bạn đó đọc nó tài lớn nó dương bạn đặt pram sẵn tiền cho mà dương mình đặt pram mình đọc đọc đi đó nè đại gì chẳng có cái you want five dollar
that more than that four more than one á chẳng ghi anh để thả á pram là tập pram chứ mấy câu vị trang chịu buồn đây ok đấy cứ dưỡng bán pram đó bán lại chẳng xong đây đặng hoa dưới nó cứ mấy ca cảnh con về bọn người ta property of conventional conversational implicature nè ok chẳng dưỡng mình chọc về bọn chú môi rưỡng tệ tương chú môi nâng conversational implicature dưỡng đi dưỡng bí conventional implicature mà đoàn nè chúng conventional implicature could be associated with the specific words or result in additional convey meaning when those words are used nè chúng ta phải bằng conventional nó cứ viên miền bịa và thay tiền là bịa bịa nâng châu tư phương ở ở đây nâng bị lơ bằng thay bị ở đây thò mặt đá bằng thay tiền nó nâng giải hạn chúng ta conventional mà đây là cứ cái ở trăm từ lơ cả trong thời gian đấy cứ kê mơ bằng thang từ lưu biện môi trường muốn đại thưa ở cao sân tình yêu là bọn kia lúc rư có sống đầy là bọn đồng nhạc lúc về căn tình yêu là thân đầy bằng thang tiết ở căn tình yêu bản thân đó nó kể ta conventional chẳng English words but English words have conventional implicature chẳng nó không biện rằng lê viên miền buồn biện đại dương mơ nó thì mũi but even jet hay nó and nó sẽ phương trình dạng trên chẳng là phương đặt bát đặt event đặt jet đặt air nó vì mình ảnh này lưu bận thêm tiết đại dương ai trời tay bị trả lời ná trong lại nhỏ bằng cho bạn luôn một nâng dương kết âm phí ảnh này là kê nha rồi anh đi chẳng dương mớ nó mớ xong tình yêu tình yêu tình yêu nè thì ta Mary suggested the black but I chose white chẳng chính ai mà quên contrast ai nó cứ dùng ảnh vô cái hai ta bùa khám ảnh thì dùng cái bùa sọ vậy nó chẳng ảnh bên tôi vô nó kì sạch chế đến tại hồi đi trong đó cứ sọ chẳng như xưa dùng vô AK cứ sọ ở bên chỗ khoai kia nó even John came to the party nó nó mà tham biết ảnh thầy ảnh thầy tiết nó xong bây giờ John có một chỗ ruộng đài he even have tied up afterward nè chẳng hạn là anh ấy được thay lượng nâng cao bị thò mặt đá ok vậy còn chúng mới anh ấy cứ dùng như vậy khi hai miền conventional miền conversational implicature nè đại dương từ ban bí cooperative principle nè chẳng là bây giờ từ ban conversational implicature có đôi khi conventional implicature dương trừ mơ cooperative principle đã cooperative principle mình buồn chúng nói để dương ai kịch lý nè principle tôi buồn đằng ấy cứ mạng gì nè mạng gì có quality quantity lệch relevant hay nâng preciously nè ấy là dương chỗ bật thì bay dương ăn gì dương chỗ đó vẹn phần speech act mà đòn á speech act hay là speech event á vẹn phần cho mỗi sập đây dương tay mà đòn á speech act dương nhớ ha cứ chờ vậy đại dương thì dây đầy lưu đó cứ speech act này á sập đây event dương nhớ sập đây là một chỗ khi về là khai chỉ event á hay dương xong là điều thông mùi tới cái chỉ cả sân ở cả này á chẳng speech act thì nó dương thật là nó dương ban thì dây hay gần tay hay thật là không phim pragmatic này á chẳng vì ai như vậy thà miền bẹp phòn chúng mình cả perform mà hàng cá lướt đa sầm lên ca bẩn thoi sầm lên ca cắt sầm lên ấy xem nè cứ sắp tới miền ăn từ này thì ngon cái thà actions perform via utterances nè sự cam kết đại bằng cá trên lá đòi ca đại ra sầm sầm đầy như này nè chẳng dừng mưa tới được không được không rương được không ấy chẳng nè hầu cứ kiếm miền cứ lướt đã hơi bầu chúng mui nè tức mục bộ cho mùi nâng xâm lên xâm đây xâm đây ở kia pra pra ná luôn sắp tới bằng hai hôm phí át tình này được kìa chẳng ổn nói cái hai tạp speech act ná chẳng xưa ta speech act nâng vì miền phần màn lẹ khăn đảm bây dương này dây ở bàn cho bác vì át tình này rỡ bỏ phía tờ ná chẳng tìm mùi kia hai tạp locutionary act basic act of utterance or producing a meaningful linguistic expressions nè
basic act bạn ấy thằng con đã basic act mình ấy requesting mình có commanding mình ấy năng ai nè mình requesting commanding nè informing nè chẳng phải quan trọng mỗi cặp đó phần miền cá sấm nu cá su cá sông sna sông ấy same nè basic utterance nè chẳng sấm lên basic nó cứ chỉ basic nó dùng trẻ hại dùng đàng nghe nè đại ca pra chỉ mỗi năm phải dùng đại chỉ phải dùng trầm trầm dùng này phải xa tại mình nọ nè vì nó ăn dưỡng thời cha là mỗi tại vì miền ở đây phải nè chẳng thì mỗi dùng cha là basic sẵn nè basic utterance đó mau vì mình là cái nào the low illocutionary act. Now, illocutionary act that is performing via the communicative force of an utterance. Kể hát là illocutionary force. Now, mà hát cầm lăng cho là có được cả pra nâng của thái tiết. Tập bông kẹp bông mình kết bê dịch. Nói cầm lăng cho là có được những thái miền cả lưu cân đặc lăng chân tơ rư có những chủng nội mua đại dương ọt trọng đó ngưng là hồ trên tư. Ok, nó kêu phải bỏ một illocutionary. We are slide the look at the communicative. Nó đối dương, đối dương như thầm đá thì bình đẳng. Còn mà dương chụp ai đó dương hợp việc xây ra thầm lame xây thì tiền thành tay. Nó kêu ta illocutionary first. Rồi có illocutionary app. Nó cứ dương miên lại khăn là cao bảo bộ tiền. Đấy. Deep by Cooper locationary act that is creating an utterance with a function with intending it to have an effect. Chẳng lại này là tham biến effect bằng thay một tiền. Nó cần gì là bỏ dưỡng prokop đó effect. Một nghiệp mua rồi có xong đây và ai em nghe thấy gì và ai mà tay bỏ cọp anh thân đi chứ đưa em xin nhỏ nâng ai. Chẳng lại này là tham per locationary act creating the utterance with nên cái thằng sầm lên sầm lại để copy sầm lên basic đang buồn là dương bản tầng này nè chứ là bây giờ chúng nuôi ở dương việc hiện tới dương miền IF ID một tiền nè để nói về chúng nuôi từ lứa illocutionary app chúng nuôi có illocutionary force để bằng hai nhân pi chúng nuôi bằng tọa tiếp từ lứa cho này nè ok đam bay dương thì dây phép quan trọng môi nâng speech act nâng trầm trời dương ai đấng kể hai dương thử miên condition môi chủng lượng đài nha condition thì môi kể ta felicity condition the certain expected or appropriate circumstances for the performance of a speech act be recognized as intended nha chân dùng này tìm mua về condition dùng mưa đẹp con chung mua condition tìm mua đại dương ai mưa đắng cái thật certain expected nó đẹp con chung mua cả rộng phần mua để bên ta chụp bài lúa kết tự lưu đại thành bài phần đại chụp bài lúa từ lưu bồng non chừng chỉ dùng chấp thử mới ở màn bồng non ở bọc kì mà chụp bài lúa mùi màu nó kia ta dương này dây và đôi khi càng dây bó dương càng dây bó dương thử mà mình là bài ta expectation dương nó ngoài mặt chụp lọ thì mối nè TP vậy là expectation TP anh ta phải point một general condition nè the participants that they can understand the language being used and that they are not playing act nonsensical nè chúng ta có một general condition mà thay con được chia ca riêng để thông đa riêng ở miền địa phương của ta cũng có một cái cc gì mà mình lại cái này lại liên với cc như tất cả là general condition nè có một content condition và này thay đã khác đã dùng ra thành được một content bỏ dường nữa không ngắt này việc bị để dùng một cọp nè tay không đi địa phương chúng ta promise hay là warning nè thân mấy cái đó từ lời ca thần ná thì ca mà ta vì thầm đây là dân gì chỉ mới nói việc bạc sân giá rồi còn bạc sân cục riêng bóng ra mình sẽ nhận ngay nè the content of his utterance must be about a future event nè chứ phải qua chung mối nữa content của đó từ lời future event nè là sân giá ta bóng ra vì sân tài thân được nông future đẹp mắt nè đây chia phần tập về preparatory condition nhé preparatory nó cứ dùng để dễ dùng để trong condition của này để vào đó
riêng trong condition bẹp quan trong một condition ở cloud rồi condition là để xem xét nhé cứ dùng là giấy để chọn rồi ok là giấy sự tại ta cái bàn riêng trong thì muốn được coi dạng mệnh đề nhé for promise are significantly different from those for a warning nhé cho bẹp quan trong một preparatory nước ta khi này giấy hiểu hay ta dùng thử bài chạy cho bạn biết ca sân giá cậu được chỉ ca bồng rạm nhé phổ biến những điều kiện năng lượng hạ bạc như mệnh đề nhé. Copy preparatory dùng cho this sincerity condition nè. Chẳng dùng ở bác phần ai mình to tiết đó nè. Chẳng dùng hạt bỏ ra khuyên là kê sân này ra. Ta kê sân này ra bị cà bất. Sân này ra là đừng thừa mến riêng cơ con tại chỉ ca sân này ra nè. Hai bỏ ra khuyên bà kê ca kê hạt bỏ rám. Đức nghĩa ta bỏ rám nó vì chẳng mạch đại nè. Dùng mưa à sincerity bỏ kê được lòng lần đây là một tròn nhé, chúng bị phía bằng thay một tiền nhé. Chúng bị môn đi, vẻ quan trọng mới cần thân dưỡng nâng preparatory bản thân về chế promise rừng có chế phần nâng nhé. Và phía châu mặt đo sincerity bản thân proximal chế promise ta promise nâng viên nâng cao bằng lãng rừng có dạng nà nhé. Đang dưỡng này không có tin tỷ tế nhé. But the essential condition covers the facts that by the act of the utterance a promise na chang essential ya sam dai che ya tha chbas chbas ya tha nu yu tha nu te nu khlas ya tha ta wat tha thua ku thua hai na ha nu ku ke la tha essential condition. Okay, pe pon moi hypothesis performative hypothesis na we going to get a one way to think about the speech act na we going to do this one that you pra dambei kit of speech act nang oi chbas loh ja han leung leuk pi ni leuk pi nu na me kit pi locationary locationary kit ah na ja da perform jeung trou leuk da mong ah ban jeung aich dang pi atnei robos ke kampong ta ni dei mok kan jeung na đại ca lực từ mà nó cứ về miền tìm mối dựng về phía implicit performative nè thay nó explicit performative nè chứ mà ưu thoại nên tùy tới ngay tha vừa implicit là về riêng ngay tha dây chào tại đọc về explicit chom chom nè để chỉ I hereby order you that nè về nay dựng dây chứ mà kia dựng dây à dừng pra kê đấy tại kia là việc là bẩn to chẳng từ chẳng gọi về thà mới đến sự đập xuống đây mà sự đập chiều ruộng chiến á nè vì copy explicit cứ dừng để chạm vào một clean up yes clean up the mess chẳng từ this mess để đó là hereby order you that you clean up this mess nếu mà thà đi implicit bạn hãy dừng chỉ là nào giáo là p explicit dừng chỉ là nào chọn tại một đoạn nhé trong các phần của speech act nó sẽ đây là bao dương thì ở khán nghe cứ vì miền phần màng rộng nhé không lấy cái chế trên chỉ pram nhé thì mới đặt declaration sẽ đây bài cái hậu thà declaration có hàng bản luận chuyện từ nhé declare nhé thì chỉ sẽ đây là bọc yes rồi đây là bọc referee nè jury foreman này nè thì sẽ đây là I declare that I now announce you are you husband and wife nè nên cái là declaration declaration speech act này nè the representative speech act thì còn tại hiện là the kinds of speech acts that state what the speaker believes nè to be the case or not nè chẳng phải là bẻ bọn người ta represent đầm nàng nè chỉ ép bác đầm nàng hồi bởi muối đại dương dậy tới dương cửa thành đang được chỉ gặp bệnh nè vì cửa thành đang chỉ ai muối hiện tại nè anh ta represent là bên muối tới expressive nè speech ép bác expressive anh ta niệm I'm really sorry bạn đã bỏng hai âm phi chất dương rồi có ông nó sắp tới xem nè hay là speech ép that state what the speaker feels nah aram be logical expressive I am really happy I am really sorry I have congratulations if you have a good expressive speech act nah oh great
exclamation. Directives mà nó sẽ đầy bài mệnh chỉ nè. And that kinds of speech acts that's because choose to get someone else to do something. Nó mệnh chỉ là nam này là ai. Give me a cup of coffee, please. Nè, make it black. Nè, could you lend me a pen, please? Don't touch that. Nè, chẳng phải phần một directive. Nè, là dương mệnh chỉ kì. Chẳng cao thì prang cứ commissive, nè, kind of a speech act that used for commit themselves to some future action. Nè, we don't promise. Nè, some future action là chẳng phải là commissive, nè, commit. Some promise, as I'm saying, nè. Commissive thì mình hay đang ai, nè. Ca sẵn giá, ca cục rượu hay phần xây, nè. Chứ sẽ tài chia commissive. Chúng speech act nâng speech act dưới nâng về mình đánh trai chỉ pram krom hay về miền bì bật hệt nha direct and indirect direct and indirect cái dân đăng ấy anh ai này dây chia bị giao xua chia indirect anh dây chia bị giao là xua chia bị giao anh ai nha rồi có sầm nua dân vô mà thôi chụp bài anh ai dân chọn xua kết tay dân phá sầm dụng sọ đồng bày xua kết bình nha nâng cao indirect speech act nha. Đã đại speech act cứ dùng chom chom mong thì dây chom chom tay một đòn ná. Đưa dùng chom xua kê là ná vè đưa dùng vô chẳng mong ná. Chẳng hạn ná ý direct speech act. Đó phía in direct speech act cứ chia xong đây mùi bác đại dương này dây ta đưa dùng biểu hà và dùng chom xua kê tay dùng vô xong đủ vô dùng sọp vô mọc bằng cách chia bác là liên lòng cho mùi nâng tự chứa xong đủ rồi dùng xí xạp thức rù thì ta nâng in direct speech act ai ná. Chẳng dừng mưa speech event này khi ông dễ mình thả speech act bộ chỗ kia nè. Ta chỉ speech event mới nè. Chẳng dừng hạ ta speech event này nè. Speech act bộ chỗ kia kì chẳng chìa speech event. Ok. Chẳng xâm rạp language in this course rồi bỏ dừng. Dừng ai thả dây thả chọc phần nắng nè. Chẳng xâm rạp video thì đọc mùi bỏ dừng này kì tao mình chọc thầm năng sân hay nè hay dừng năng bật to cho video thì đọc bì đó nè. Ok, thank you very much for watching my video clips. Thank you.